Mã Đức Hoa là nam diễn viên thủ vai Trư Bát Giới trong siêu phẩm Tây Du Ký 1986. Khác với hình tượng lão Trư vừa háo sắc vừa tham ăn, Mã Đức Hoa ngoài đời là người đàn ông mẫu mực của gia đình. Ở tuổi 76, ông sống hạnh phúc bên người vợ đã gắn bó 49 năm và cậu con trai thành đạt giàu có. Trư Bát Giới kinh điển trên màn ảnh. Mã Đức Hoa sinh năm 1945, là con thứ ba trong một gia đình có bốn anh chị em ở Bắc Kinh. Tuổi thơ của ông gắn liền với võ thuật khi cha là một võ sư nổi tiếng, chuyên đào tạo nhiều môn sinh cho các lò võ. Ngay từ khi còn nhỏ, Mã Đức Hoa đã có niềm đam mê đặc biệt với kinh kịch. Mỗi khi có nghệ sĩ về biểu diễn, ông thường nấp sau cánh gà, chăm chú theo dõi. Say mê diễn xuất là vậy, nên năm 14 tuổi, Mã Đức Hoa quyết tâm đăng ký vào Học viện Kinh kịch Trung Quốc, bất chấp gia đình hết lời khuyên ngăn. Sau khi tốt nghiệp, nam nghệ sĩ được điều tới rạp hát Côn Sơn phía Bắc. Ông học côn khúc, hí kịch Côn Sơn 2 năm rồi đi diễn. Sau 10 năm đóng kịch, Mã Đức Hoa bén duyên với màn ảnh nhỏ khi được giao vai Trư Bát Giới trong Tây Du Ký. Nam nghệ sĩ kể lại, khi đó được sự động viên của một người bạn, ông thử tìm đến buổi tuyển chọn diễn viên của đạo diễn Dương Khiết. Nhờ có thân hình mập mạp, gương mặt bầu bĩnh nên ông đã được nữ đạo diễn chấm vào vai Trư Bát Giới. Không phụ sự kỳ vọng của đạo diễn Dương Khiết, Mã Đức Hoa đã khiến nhân vật Trư Bát Giới sống dậy trên màn ảnh. Cũng giống như Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng, ông cống hiến và hy sinh rất nhiều cho vai diễn này. Trong suốt 6 năm quay phim, Mã Đức Hoa không ngại khó ngại khổ, sẵn sàng liều mạng để có được những cảnh quay chân thực nhất. Một lần nọ khi đang quay cảnh bay lượn trên cao, dây nối bất ngờ đứt khiến Mã Đức Hoa bị ngã rạn xương sườn. Dù vậy, ông cũng chẳng một lời thở than. Không những thế, nam nghệ sĩ còn tình nguyện cạo đầu để thuận tiện cho việc hóa trang. Ông tâm sự vì khuôn mặt hóa trang làm bằng cao su, khi quay cao su hút chặt vào da mặt, mồ hôi nhỏ xuống miệng mặn chát. Quay xong mặt ông đều bị nổi rôm. Vì hết lòng với vai diễn là vậy nên Mã Đức Hoa đã khắc họa vô cùng thành công nhân vật lão Trư, tham ăn, lười làm, háo sắc nhưng cũng có lúc rất hài hước, đáng yêu. Cho đến nay, Trư Bát Giới do ông thủ vai vẫn lưu dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, trở thành nhân vật kinh điển trong Tây Du Ký. Hôn nhân viên mãn bên Hằng Nga, Tào Khang. Khi Tây Du Ký được công chiếu, có nhiều tin đồn cho rằng nữ diễn viên Ngụy Tuệ Lệ, người thủ vai tiểu thư Cao Thúy Lan, vợ hụt của Trư Bát Giới trong phim cũng chính là vợ của Mã Đức Hoa ngoài đời. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn, thực chất vợ Mã Đức Hoa chỉ là một viên chức bình thường. Theo lời kể của Mã Đức Hoa trong cuốn tự truyện Ngộ Năng, ông vốn có tiêu chuẩn chọn bạn đời khá khắt khe, cùng đạo, hiếu thảo với cha mẹ hai bên và phải chăm sóc gia đình sau khi kết hôn. Chính vì vậy mà khi ông gần 30 tuổi vẫn chưa lấy vợ khiến cả nhà sốt ruột. Thế rồi cuộc sống của lão Trư bắt đầu thay đổi khi gặp người vợ hiện tại, bà Hầu Ngọc Mẫn. Nam diễn viên sinh năm 1945 kể, trong lần đầu gặp bà Hầu thông qua mai mối, ông không hề vừa mắt với đối phương. Sau những câu hỏi nhàm chán thường gặp khi xem mắt, họ trao đổi thông tin liên lạc nhưng không hỏi thăm nhau. Mã Đức Hoa sau đó có gặp gỡ thêm vài cô gái nhưng mãi chưa tìm được ý trung nhân. Không lâu sau, hàng xóm lại vô tình giới thiệu ông với Hầu Ngọc Mẫn. Lúc này, chàng diễn viên nghèo cảm thấy đây đúng là duyên số và quyết định gặp gỡ thêm lần nữa. Trong lần hẹn hò này, Hầu Ngọc Mẫn diện đồ sành điệu, còn lão Trư ăn mặc giản dị, thậm chí quần còn vá hai miếng lớn. Cô ấy vô tình nhìn thấy miếng vá trên quần tôi và hỏi ai đã sửa chúng. Tôi trả lời đó là mẹ tôi. Câu nói tiếp theo của cô ấy vượt xa dự đoán của tôi và làm thay đổi thành kiến của mình về cô ấy. Đường kim mũi chỉ thật khéo, sau này tôi sẽ học hỏi bác, Mã Đức Hoa nhớ lại. Họ kết hôn vào tháng 9 năm 1972 và đón cậu con trai tên Mã Dương không lâu sau đó. Sau khi kết hôn, sự nghiệp diễn xuất của Mã Đức Hoa cũng dần khởi sắc. Trong khi chồng miệt mài hoạt động nghệ thuật, Hầu Ngọc Mẫn ở nhà quán xuyến mọi thứ, từ chăm sóc cho cha mẹ chồng, con cái đến lo toan chuyện bếp núc nhà cửa. Năm 1982, tài tử họ Mã được chọn vào vai Trư Bát Giới và gia nhập đoàn phim Tây Du Ký. Ông phải quay phim xa nhà, có khi suốt nhiều tháng trời không thấy mặt vợ con. Một mình bà Hầu vất vả vun vén gia đình không một lời phàn nàn để chồng yên tâm làm việc. Đầu năm 1984, bà gặp tai nạn khiến chân chấn thương nghiêm trọng phải nằm một chỗ. Khi hay tin, Mã Đức Hoa đang quay phim ở Dương Châu tức tốc rời đoàn về Bắc Kinh túc trực bên bà xã. Ông thậm chí còn có ý định bỏ vai diễn để đời để chăm sóc người vợ Tào Khang. Thế nhưng Hầu Ngọc Mẫn hiểu rõ chồng mình đã phải nỗ lực trả giá nhường nào cho vai diễn. Bà hết lời khuyên nhủ, động viên ông xã trở về đoàn tiếp tục quay phim, còn mình nhờ người thân chăm sóc. Sau 4 tháng điều trị, vợ của Thiên Bồng Nguyên Soái được xuất viện nhưng không thể đi lại bình thường. Ông phải cầu cứu một vị bác sĩ nổi tiếng mà mình quen biết điều trị cho bạn đời. Trải qua nhiều nỗ lực, cuối cùng nam diễn viên mới có thể thở phào nhẹ nhõm khi vợ hoàn toàn bình phục. Nhiều năm về sau, Mã Đức Hoa vẫn luôn áy náy khi để vợ trải qua những năm tháng nhọc nhằn vất vả, một tay gánh vác cả gia đình chồng. Ông luôn mong muốn dành phần đời còn lại để bù đắp cho người bạn đời toàn năng của mình. Nghệ sĩ huyền thoại tâm sự. Trong cuốn tự truyện ra mắt năm 2019, Mã Đức Hoa dành lời cảm ơn chân thành đến bà xã Hầu Ngọc Mẫn, người mà ông gọi là một nửa quan trọng nhất của đời mình. Nam diễn viên U80 chia sẻ, tuy vợ kém ông 3 tuổi nhưng lại chín chắn, tháo vát và luôn chu toàn mọi việc.
ông bố một con hạnh phúc vì gia đình có được nàng dâu Thảo, vợ hiền và tự hào. Nam diễn viên gạo cội cho biết, thành công của Tây Du Ký khiến ông bận rộn hơn và thường xuyên xa nhà, nhưng không vì thế mà tình cảm vợ chồng phai nhạt. Lão Trương tâm sự, mỗi khi đi công tác, ông hầu như không mua sắm gì cho bản thân mà chỉ lo mua quà cho vợ con. Chia sẻ về bí quyết giữ lửa hạnh phúc khi đã 49 năm bên nhau, nghệ sĩ Kỳ Cựu bộc bạch: "Tôi nghĩ cách để vợ chồng hòa thuận là không được làm chuyện sai trái với đối phương. Đôi khi hai người phải biết cách tạo ra những khoảnh khắc lãng mạn, ấm áp, dù là nhỏ." Mã Đức Hoa cho biết bản thân không bao giờ giấu giếm vợ chuyện gì và luôn khiến bà bất ngờ với những món quà đặt trọn tâm tư. Ông kể, mình từng đặt làm một chiếc nhẫn kim cương ở Bỉ để mừng bà xã bước sang tuổi 70. Thế nhưng khi vừa xuống sân bay và nhìn thấy bạn đời, nam diễn viên không kìm lòng được mà tặng sớm cho vợ, khiến bà vô cùng ngỡ ngàng hạnh phúc. Những năm gần đây, Mã Đức Hoa dành thời gian hưởng thụ cuộc sống và ít chia sẻ về đời tư. Theo iFan, gia đình ông sống trong căn nhà khang trang, bề thế. Ở tuổi 76, ông vẫn giữ được thân hình khỏe mạnh, nhanh nhẹn, đầu óc minh mẫn, tinh thần vui vẻ. Nam diễn viên hạnh phúc vì có người vợ khéo léo, tinh tế ở bên bầu bạn tuổi già. Mã Dương, con trai của cặp đôi, giờ đã ngoài 40 và có cuộc sống riêng thành đạt, sung túc. Sohu tiết lộ quyết tử độc nhất của Trư Bắc Giới hiện là chủ của công ty lớn trong lĩnh vực truyền thông văn hóa, có trị giá hơn 100 triệu nhân dân tệ. Là con của diễn viên nổi tiếng nhưng những hình ảnh về Mã Dương rất hiếm hoi. Điều này cũng một phần do cách nuôi dạy con tinh tế của Mã Đức Hoa. Ông quyết định không chia sẻ thông tin về con trai để Mã Dương có cuộc sống bình thường như mọi người và không bị truyền thông soi mói quá mức. Mã Đức Hoa cho rằng sự kín tiếng sẽ giúp gia đình mình có thể sống bình yên. Được biết, con trai của Trư Bắc Giới có thành tích học tập vô cùng tốt, anh từng du học ở Singapore. Sau khi về nước, Mã Dương mở công ty quản lý truyền thông. Ở tuổi ngoài tứ tuần, Mã Dương thuộc top doanh nhân trẻ thành đạt tại Trung Quốc. Hiện tại ở tuổi 76, Mã Đức Hoa vẫn tham gia một số sự kiện, đóng phim, viết sách, gặp gỡ các bạn diễn Tây Du Ký. Năm 2019, ông ra mắt cuốn tự truyện Ngộ Năng, chia sẻ về đời tư, sự nghiệp, đặc biệt là những thăng trầm khi đóng tác phẩm kinh điển của đạo diễn Dương Khiết. Năm ngoái, nghệ sĩ Gạo Cội cùng Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh Đồng, Đường Tăng Uông Việt và Sa Tăng Lưu Đại Cương góp mặt trong bộ phim Tham Tiền. Song tác phẩm không được đánh giá cao.